Trân trọng mến chào quý bà con, cô bác. Hiện tại là Minh Toàn đang có mặt ở trong đảo Tuần Châu, đảo quốc tế Tuần Châu. Và có đằng trước chúng ta là một cái thác nước. Thác nước này xây dựng cũng phải mấy tháng rồi. Đằng trước Minh Toàn vào đây, thác nước này đang xây dựng và bây giờ cũng đang xây dựng. Đây là công trình thác nước tiên cảnh, công viên điêu khắc. Và đây là cái đường chúng ta đi từ trung tâm Hạ Long ra từ phía ngoài ngoài cổng của trung tâm của Tuần Châu, ra phía ngoài của Tuần Châu. Một số căn nhà này thì Minh Toàn đi cách đây khoảng là mấy năm về trước, mấy căn nhà này được xây lên nhưng chưa hoàn thiện. Xin lỗi bà con, Minh Toàn đang ốm, đang ho quá. Quái chùa gì đấy. Đường này trên đường ra có nhiều cái khách sạn, nhà hàng, đây cũng là một trong những cái đấy. Cá heo, treo các cái banner áp phích để biểu diễn cá heo sư tử biển. Đường này là đường đi ra ngoài cổng, nhưng mà Minh Toàn sẽ rẽ phải vào đây một chút để cho các bạn biết thêm được một cái bãi tắm của Tuần Châu. Bãi tắm này cũng rất là sạch sẽ, bãi tắm này là bãi tắm mới của Tuần Châu luôn. Đấy, ở đây đường đi trồng rất là nhiều dừa. Hai bên đường là dừa không, các cái rặng dừa. Đây mà buổi sáng mà đi bộ với buổi chiều đi bộ tập thể dục hoặc chạy tập thể dục thì tốt, hoặc có sân bóng chuyền đây thì đẹp. Minh Toàn thích bóng chuyền, sân bóng chuyền đây. Cái bãi biển này là bên dưới này là chỗ các cái mái lều ấy, đấy, mái cọ ấy, đấy là các cái mái cọ để là cái bãi tắm. Đây chúng ta thử có cái bãi tắm mới của Tuần Châu xem ấy. Có xem để thử đến mùa hè xem để biết chừng để chúng ta còn đến tắm. Đây là bãi tắm mới của Tuần Châu. Bãi tắm này thì chưa đi vào hoạt động. Để du khách thì đi bộ bãi tắm này. Đây là khách tây. Và đây là các cái resort, nghỉ dưỡng và các cái căn biệt thự được đặt xây dựng thời điểm
ba cái đường cổng nhé. Rồi căn căn biệt thự này khá là đẹp luôn. Biệt thự này thì chắc phải mắc tiền lắm ấy. Villa biệt thự. Wow, ở đây cũng có các cái đồi về đấy du lịch này. Đấy, ví dụ như các cái đồi này đứng chụp ảnh tự sướng giống như em gái nhà mình. Chụp cả buổi chiều không được bức ảnh nào. Đây là khu khách sạn nhà hàng nổi tiếng. Có tiền mua nhà ở đây sống cũng được. Nói đùa các bạn như không phải được mà quá được. Ở đây chắc thì cũng mắc lắm, đất đai nhà cửa chắc đắt lắm. Ngày trước là chỗ cái đường mà chúng ta đang đi đây là cái phía bên này là biển đấy các bạn này. Cách đây khoảng toàn nữa khoảng trên dưới chục năm Minh Toàn có ra đây, có đến đây rồi. Và Minh Toàn hay đến đây thời kỳ đấy, ngày trước là Minh Toàn hay đến đây. Rồi Minh Toàn dẫn khách đi chụp ảnh cưới. Minh Toàn có dẫn khách đến đây và cái khu mà chúng ta đang đi đây, cái đường chúng ta đang đi đây nó là cái men biển. Ven biển. Nhưng bây giờ thì đã thành đường đi và nó còn mở rộng ra một vùng ở phía ngoài này rồi, phía sau những tấm biển này. Và đây là trước mặt chúng ta là cái cổng đi ra của Tuần Châu. Nhưng mà Minh Toàn sẽ rẽ trái để Minh Toàn đến một cái chợ xếp nhỏ. Nhưng mà ở đấy có rất là nhiều cái đồ tươi mà rẻ ở Tuần Châu này. Ta rẽ trái đi vào một chợ xếp và cái khu trước mặt chúng ta là ngày xưa là biển đây. Bây giờ cách có khoảng một năm thôi là chỗ này là đã đổ đất lấp biển ngay. Ngày trước khu này là biển. Buổi chiều nếu các bạn mà ở Tuần Châu thì các bạn ra cái khu này để nhậu cũng khá là nhiều đồ tươi ngon. Đây là cái chỗ mà nuôi trồng thủy hải sản. Đây là cái chợ xếp đây, mình toàn sẽ vào đây. Chúng ta đi vào cái xếp này. Xem trong chợ xếp bán những gì nhé. Đây là vỏ hàu. Mực này.
Bề bề con nhỉ? À, cá này cũng ngon này. Cá khô đang làm hay cá gì này? Cá đang mua về kho này. Lạch biển thế là chỗ này bề bề kia là bề bề trứng hay bề bề thịt đấy cô? Bề bề này là bề bề trứng hay bề bề không trứng này? Thịt à? Bao tiền tấn bề bề ạ? Ngan bề bề không? Ăn bề bề không? Hả? Không. Bề bề thịt thôi. Mùa này không có bề bề trực. Cá này. Cá tươi. Cá này búa kho được. Búa cá này kho, kho cũng ngon này. Có. Thế thôi. Đấy, trong này bán đồ tươi nhưng mà không được nhiều lắm. Ít rồi. Đây là cái tươi xếp. Là một cái đường mà đi vào phía trong một cái làng. Làng này cũng là thuộc Tuần Châu, nhưng mà đây là một cái làng sinh sống phường Tuần Châu. Địa chỉ là tổ 19 khu 4 phường Tuần Châu.